Remake từ những tác phẩm kinh điển hay truyền thể từ những tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng đã trở thành trào lưu trong giới giải trí hoa ngữ hiện nay. Tuy nhiên, cũng có không ít bộ phim sử dụng kịch bản gốc do chính biên kịch dày công viết ra, chứ không phải remake hay truyền thể. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua một số những tác phẩm tiêu biểu thành công dù là kịch bản gốc. Thứ nhất, Tình yêu mà thôi. Tình yêu mà thôi đang là tác phẩm nhận được nhiều sự đánh giá cao của khán giả những ngày gần đây. Diễn xuất chắc tay phản ứng hóa học cực tốt của cặp chính Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng kết hợp với nội dung chặt chẽ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng đã giúp phim chiếm trọn trái tim người xem. Và có một điều đáng chú ý, tình yêu mà thôi được chép bút bởi biên kịch Trương Anh Cơ, người từng tạo nên thành công của 30 chưa phải là hết, là kịch bản gốc chứ không phải chuyển thể như nhiều bộ phim khác. Thứ hai, đi đến nơi có gió. Đi đến nơi có gió của Lý Hiện và Lưu Diệu Phi cũng là một trong những tác phẩm sử dụng kịch bản gốc thành công với điểm trên Duban cao ngất ngưỡng 8.6 điểm sau khi lên sóng. Tinh tiết hay, tiết tấu vừa phải, nội dung chữa lành nhẹ nhàng, không cầu huyết hại não người xem, cùng với diễn xuất của dàn diễn viên, tất cả đã góp phần tạo nên một đi đến nơi có gió vô cùng hoàn hảo. Thứ ba, một ngày biến thành em, biên kịch của một ngày biến thành em đã nghĩ ra một câu chuyện vô cùng lãng mạn nhưng không kém phần hài hước khi cho nam nữ chính hoán đổi linh hồn tạo ra nhiều tình huống giờ khóc giờ cười nhân vật của trương tân thành và lương khiết từ một đôi oan gia ngõ hẹp trở thành tình nhân đã bón không biết bao nhiêu là cẩu lương cho khán giả đặc biệt quá trình cả hai hoán đổi linh hồn diễn xuất của đôi chính thật sự rất sinh động được yêu thích cũng là điều dễ hiểu thứ tư chạm kế tiếp là hạnh phúc Trạm kế tiếp là hạnh phúc có thể được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu về tình chị em, phản ứng hóa học mà cặp đôi chính mang lại rất tốt dù có sự tranh lệch về tuổi tác. Tuy được đánh giá là đầu voi đuôi chuột nhưng xét tổng thể mà nói, phim vẫn đáp ứng được thị hiếu của khán giả. Thực ra, kịch bản của Trạm kế tiếp là hạnh phúc cũng từng vấp nghi vấn sao chết từ bộ phim khác của Nhật Bản, hôm nay không đi làm nhưng đã bị biên kịch lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Thật khâm phục những vị biên kịch có thể viết ra các tác phẩm với nội dung nhẹ nhàng nhưng lại khá chân thực. Vậy nên các phim trên chiếm sóng bảo xếp hạng này cũng là điều dễ hiểu. Chúng mình là Tốt Sao Hoa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.